Mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Moton. Ở clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi một cái bộ bi gầm laser được rất nhiều anh em yêu thích và lựa chọn ở cái thời điểm hiện tại. Và ở trên thị trường hiện tại bây giờ thì có khá nhiều các cái dòng xe khác nhau để chúng ta có thể tăng sáng một cái cặp bi cầu như thế này. Thì hiện tại ở trên thị trường thì những cái mẫu xe từ những cái năm mà 2022 đổ về đây thì hãng Toyota họ sẽ đưa ra một cái loại chân pad kiểu thế hệ mới bây giờ. Nó cực kỳ là khác biệt so với lại những cái mẫu pad của dòng Toyota thế hệ trước. Thì ở clip hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xăm soi cái cặp bi gầm laser được kết hợp với lại một bộ pad do bên em có phát triển và bên em nghiên cứu để giúp cho các bác có thể lắp lên những cái chiếc xe dòng Toyota thế hệ mới bây giờ, nó sẽ dễ dàng hơn, thì cách lắp đặt nó sẽ giống với zin bản nhất để các bác có thể là em yêu khoa học tại nhà có thể là tự lắp được như những cái đèn zin theo xe của mình. Rồi thì ở đây thì em đang để nó chính là hai cái pad theo cái hộp của những cái mẫu bi laser. Thì giới thiệu các bác đây chính là cái hộp bi laser của chúng ta. Thì khi khui hộp ra thì chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, nó chính là cái pad dòng Toyota như thế này. Thì đây sẽ là cái pad dòng Toyota, thì đặc điểm của nó sẽ có là hai chân thấp và hai chân cao. Thì những cái mẫu pad này thì nó sẽ gắn cho những cái em xe thế hệ trước, ví dụ là những em Toyota Vios này, Camry, Innova vân vân, thì chúng ta sẽ gắn những cái pad dạng kiểu này, thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm nó là cái trục xéo như thế này đó. Hoặc là khi chúng ta mua một cặp bi này thì ở trong nó sẽ có một cái cặp pad dạng chân kiểu như thế này để dành cho mấy em xe dòng Honda, dòng Ford và Mitsubishi, thì chúng ta sẽ dùng những cái pad như thế này. Rồi thì một số năm đổ về đây thì hãng Toyota, đặc biệt là các cái xe có cái tên là Toyota Veloz này, Toyota Rush này, Toyota Wigo này, Toyota Avanza này và Toyota Ray thế hệ mới bây giờ, từ những năm 2022 đổ lên là 2023 đổ về đây đó, thì hãng người ta đã ra một cái loại chân pad thế hệ mới bây giờ, nó sẽ khác hẳn so với lại những cái mẫu pad mà được tặng kèm ở đây. Thì bên em đã nghiên cứu và phát triển đưa ra trên thị trường nó là những cái mẫu pad như thế này. Thì bên em đã thực hiện là dùng máy CNC để cắt những cái pad như thế này để sao cho cái kích thước cũng như là những cái phần lỗ ốc nó sẽ phù hợp nhất ở trên những cái chiếc xe đó. Và sau khi là chúng ta về chúng ta lắp đặt thì chúng ta sẽ được một cái bộ sản phẩm nó như thế này. Thì đây là em đang lắp demo cho các bác để các bác có thể tiện nghiên cứu. Và sau khi là em đã lắp hoàn chỉnh lên một cái MB laser để demo cho các bác xem thì nó sẽ là được như thế này. Đó, thì những cái phần lỗ ốc ở đây thì nó sẽ tương tự ở trên những cái xe của các bác, và chúng ta có thể là tăng chỉnh được chiều cao. Cái đèn soi xa soi gần là có thể là dùng ở trên chính cái pad của chúng ta ở đây. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái cơ cấu, nó chính là một con ốc xin ở đây và sẽ dùng cái lò xo. Bình thường là chúng ta có thể là để nó cân bằng như này. Nếu như các bác mà muốn nó chúc cái bi xuống thì các bác sẽ siết con ốc này, nó tiến về đằng trước thì cái bi của chúng ta sẽ chúc xuống, hoặc là các bác muốn cái bi nó ngửa lên để nó soi xa hơn thì các bác chỉ việc nới con ốc này ra đó. Và những cái lỗ ở đây là nó là lỗ zin ở trên cái bi này luôn các bác nhá. Thì bên em đã nghiên cứu và làm theo cái mẫu pad để nó phù hợp lắp được cho những cái chiếc xe dòng Toyota, là em Toyota Veloz là 1, em Toyota Avanza là 2, Toyota Rush là 3, Toyota Wigo là 4 và em Toyota Ray là 5. Là những cái chiếc xe thế hệ mới thì người ta sẽ sử dụng là cái phần pad nó sẽ là giống như thế này. Thì ở đây là chúng ta sẽ có những phần lỗ ở đây, thì lỗ ở bên em đã làm nó dê dài như thế này để các bác sẽ lắp nó phù hợp lên những cái chiếc xe. Bởi vì là một cái mẫu pad này bên em có thể làm được cho vài cái dòng xe thế hệ mới của dòng Toyota, thì bên em sẽ làm những cái lỗ nó dài ra như thế này để các bác có thể lắp lẫn được cho nhau. Bởi vì là trên mỗi một cái chiếc xe đó thì cái phần pad cơ cấu này nó sẽ là giống nhau, nó chỉ khác nhau về các cái phần chân ở đây, nó bắt sẽ lệch nhau một xíu, thì bên em làm cái lỗ nó dài như này để cho các bác có thể là thoải mái các bác xoay trái xoay phải để các bác lắp ốc vào cho nó phù hợp với cái chiếc xe thân yêu của mình. Và đặc biệt nữa là cái phần cơ cấu thanh trượt ở đây là bên em đã làm cái lỗ nó dê rất là dài. Cái lỗ dê nó dài như này thì các bác có thể là lắp để cho cái bề mặt của cái bi nó khít với lại cái phần vành viền của cái phần dưỡng ở trên cái xe zin của các bác, ở trên xe của các bác, để cho cái phần này nó khít nhất có thể, nó đẹp nhất có thể. Cho nên là bên em đã nghiên cứu làm cái phần này, cái phần lỗ nó rất là dài, nó dài đến gần 5 cm như này, thì cái cự ly chạy nó rất là nhiều. Thì khi các bác lắp ốc lên trên xe, các bác sẽ gá cái phần bi này vào và các bác sẽ gá cái con ốc này vào, thì các bác sẽ trượt tiến lên hoặc lùi lại tầm nào mà nó vừa khít với lại cái mép trắng ở đây, cái viền benzen ở đây nó khớp, nó khít với lại cái viền ở trên cái xe của các bác, nó là cái mặt dưỡng của cái đèn gầm zin, khi các bác tháo ra ấy thì nó khít vào đó, thì lúc đó thì các bác sẽ siết ốc lại đó, các bác siết ốc lại. Và khi các bác siết ốc vào rồi thì các bác cũng đừng siết chặt vội, thì khi các bác bật đèn lên các bác thử xem là cái độ chiếu gần chiếu xa của cái đèn này đã ok hay chưa, nó ưng ý rồi thì lúc đó các bác mới siết chặt ốc vào, còn nếu như chưa ưng ý thì các bác có thể là chỉnh cho cái bi này nó cụp xuống hoặc là nó ngóc đầu lên để cho ánh sáng nó chiếu gần chiếu xa cho nó phù hợp với lại cái chiếc xe thân yêu của bác cũng như là cái tầm mắt của các bác, nó vừa ý rồi thì lúc đó các bác mới siết ốc chặt vào đó. Và những cái con ốc để bắt từ những cái lỗ dê dài ở đây để vào cái phần cản ở trên xe các bác ấy, thì các bác sẽ sử dụng là những con ốc zin ở trên xe. Và khi các bác order một cặp bi như thế này thì bên em có thể là sẽ bán kèm cho các bác là những cái phần pad như thế này, hoặc là các bác có thể là mua rời những phần pad. Thì có rất nhiều bác từ trước đến nay cũng đã mua các cái sản phẩm bi gầm bên em rồi thì về lại phải dùng cái phần pad zin ở trên xe cắt chế ra thì mới lắp được cái bi này vào. Thì bây giờ là bên em đã có những cái phần pad như thế này thì bên em sẽ bán rời cho các bác, thì về các bác sẽ có thể là tự lắp, và khi các bác lắp lên xe thì nó sẽ hình thức nó sẽ là như thế này các bác nhé. Đó, các bác có nhu cầu về bi cũng như là những cái phần pad như thế này thì bên em sẽ cung cấp cho các bác đó, bên em sẽ cung cấp cho các bác. Và khi bên em cung cấp cho các bác thì nó sẽ có sẵn những cái phần tai như thế này này,
Đó, thì các bác về có thể là không dùng đến cái phần tai rời ở đây, thì các bác có thể cắt đi để các bác sử dụng cái phần như thế này. Đây là cái bên này là em đã cắt hai cái phần tai ở hai bên này đi. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái phần như thế này. Đó, thì khi em ship cho các bác thì nó sẽ có một bộ là nó sẽ gồm như này nhé. Một bi thì nó sẽ gồm là một vòng tròn và hai cái thanh này. Một xe thì nó sẽ là bốn cái thanh này và thêm một cái vòng tròn nữa, là hai cái vòng tròn như này, cộng thêm là một bộ ốc. Thì bên em sẽ tính toán cho các bác là ốc đầy đủ cho các bác về, để các bác có thể là lắp lên những cái chiếc xe thân yêu của các bác ấy, nó dễ dàng nhất cho các bác là có thể đó. Và cái cách lắp thì nó sẽ là như thế này các bác nhé, đó rất là dễ thôi, không có gì cả. Đó, thì các bác sẽ lắp nó như thế này thôi, nó rất là đơn giản, không có gì. Ở đây nó sẽ có một cái thanh như thế này, thì các bác sẽ đặt vào đây, thì các bác sẽ bắt ốc vào đây. Ở bên này tương tự như thế, thì các bác sẽ đặt ốc vào đây đó, như thế này đúng không ạ? Còn cái chuyện mà nó quay đằng trước hay quay đằng sau đấy thì do các bác lắp, ví dụ là nó quay như thế này thì là do các bác ưng chiều nào thì các bác lắp chiều đấy, nó đều ok đó. Ví dụ là như thế này đấy, rất là đơn giản thôi. Và bên em đã làm cái phần thanh trượt này nó rất là dài, thì các bác có thể lắp được cho nhiều loại xe khác nhau nhé, không cứ là những cái chiếc xe mà em kể tên, có thể là lắp được cho nhiều loại xe khác nhau. Bởi vì là cái phần đuôi ở phía sau này bên em làm tương đối là to, và cái phần dê này lỗ tương đối là dài, để các bác có thể là lắp được cho nhiều loại xe khác nhau. Hoặc là anh em thợ nào mà có nhu cầu cần cái phần part như thế này thì bên mình cũng sẽ cung cấp cho anh em thợ luôn. Có thể là về ướm vào những cái phần xe mà các bạn chưa biết ấy, nếu mà lắp được thì các bạn có thể là vận dụng để lắp vào được luôn. Đấy, nó khá là ok. Còn cái chỗ này là chúng ta sẽ lắp cái tăng chỉnh nhé. Lắp cái tăng chỉnh. Thì ví dụ đây em đang demo đây, em đã lắp nhầm nó vào đây mất rồi. Đúng là phải lắp vào cái lỗ vuông vuông ở đây. Đó. Khá là ok. Cực kỳ là đẹp. Và cái part này thì rất là cứng nhé, bởi vì nó là bằng thép bác ạ. Các bác nhé, cái part này nó bằng thép mà nó dày đến 2 ly rưỡi gần 3 ly như này, nó rất là cứng. Nó cực kỳ là cứng, rất là vững. Tại vì là những cái part ở trên những cái chiếc xe của các bác ấy, nó chỉ bằng nhựa như thế này thôi, mà các bác đi bao nhiêu năm nó cũng không bị gãy đâu, trừ khi là đâm trồ. Còn đây là bên em sử dụng bằng thép cắt CNC, thì chúng ta sẽ được một cái bộ part như thế này, thì nó cực kỳ là cực vững, rất là chắc, cực kỳ chắc luôn các bác ạ. Nó cực kỳ là chắc. Đây nó dùng lò xo thôi, nhưng mà đây em cầm em dê như này, đó cực kỳ là chắc. Cái chỗ này thì em chưa bắt ốc chặt này, đó thì cái này thì chúng ta có thể chỉnh ra chỉnh vào. Rồi thì nếu như các bác có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em theo cái số điện thoại em để ở cái phần đếm cạc này, thì bên em sẽ cung cấp đến tận tay cho các bác nhé. Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại.